Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta đã quay trở lại với thử thách 10 ngày cùng Hope Slim. Hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị một gương mặt nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp cùng đến thăm và mời cô ấy trải nghiệm thử thách 10 ngày cùng Hope Slim. Đó chính là nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp Dương Cẩm Linh. Xin mời quý vị cùng theo chân với ekip của chúng tôi nhé. Em chào chị. Chị mới đi tập về hả? Dạ, vâng, thật là may mắn thì ngày hôm nay lại gặp được chị ở nhà, bởi vì là em cũng đã hẹn nhưng em chỉ sợ chị bận việc. Và ngày hôm nay thì ekip của chương trình thử thách 10 ngày cùng Hope Slim rất là cảm ơn vì chị đã phối hợp và hỗ trợ. Dạ. Vâng, và ngày hôm nay thì như đã giới thiệu thì ekip của chúng tôi đã đến thăm nhà gặp nữ diễn viên xinh đẹp Dương Cẩm Linh, và ngày hôm nay sẽ mời cô ấy trải nghiệm Hope Slim, bộ sản phẩm Hope Slim, để xem là sau 10 ngày thì chúng ta sẽ đạt được hiệu quả như thế nào. Chắc là trước khi mà trải nghiệm sản phẩm này thì để cho chị Linh sẽ tận tay xem và đánh giá về mẫu mã bao bì cũng như là sẽ thử sản phẩm ngay tại lần đầu tiên này. Em thấy rồi, chắc là người chị cũng không có được gọn gàng cho lắm. Nó cũng hơi bị dư chắc là cho thời gian vừa rồi cũng chị bận rộn rồi. Bây giờ thì chị sắp sửa làm một bộ phim nên chị cũng lấy lại dáng và cần đang trong thời gian cần phải ốm đi, tại vì em biết là khi mình quay phim mình thấy như vậy thôi, chứ nhưng mà mình phải ốm nhiều lắm thì mới vô phim nó mới nhìn nó mới đẹp được. Bởi vì lên hình bao giờ cũng bị mập hơn gần 5kg đó. Nên làm diễn viên tụi chị cũng hơi cực ở vấn đề đó. Phải ép cân nhiều khi là phải đúng rồi, phải luôn điều chỉnh cái cơ thể mình sao cho nó phù hợp, mà phù hợp ở trên màn ảnh chứ không phải phù hợp ở ngoài đời. Tại ngoài đời thì cái số cân mình có thể không cần ốm quá. Đúng. Thì chị đây nên mấy ngày nay tích cực đi tập lắm, ngày nào cũng đi tập nên em tới lúc chị cũng đang đi tập. Thì nghe em nói qua cái này thì chị hôm nay thì mới thấy, thì thứ nhất á, nhìn mày mẫu mã thì thấy rất là bắt mắt. Thứ hai là nó cũng gọn gàng, là khi mà mở ra giày nè. Nếu như là chị á, chị là cái người cũng hơi khoa học một tí xíu, mỗi ngày thí dụ mình uống cái gì, mình làm cái gì mình cũng phải sắp xếp nó ra. Đúng. Thì cái này thì chị thấy thích ở cái chỗ là ở đây là 30 ngày ha. Dạ. 30 gói thì nó có một step. 30 gói này là uống trong vòng 15 ngày. Thì nó từng cái như vậy thì chị thấy thích rồi nè. Tại vì mình không có cần phải thí dụ như một cái loại nào đó thì mình phải đong đo đếm. Rồi đong đo đếm hay là viên gì, còn cái này thì chắc là mình chỉ mở ra uống thôi đúng không? Dạ, rất là tiện lợi đúng không chị? Trên bao bì thì có đầy đủ tất cả những cái thông tin về sản đúng phẩm mà. Đúng. Số công bố đây chính là những cái nội dung mà liên quan đến cái việc lưu hành sản phẩm. Để đảm bảo cho một sản phẩm lưu hành ra ngoài thị trường, nhất là những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, thì phải có những cái giấy kiểm định cũng như là những cái công bố chất lượng của Bộ Y tế thì mới đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nhưng mà chị đọc thành phần ở đây thì cũng là những cái thành phần tự nhiên ha. Dạ. Sơn tra, nụ vối nè, linh chi, lá sen nè, sâu mèo, chè vàng, dây thìa canh, kim ngân hoa, sa tiền tử, những cái chất mà nhiều khi nếu như mà theo như chị đọc á, chị biết á, thì cái này nó cũng như mà là một cái loại detox tự nhiên. Đúng, chính xác, nó là một cái sản phẩm để giúp detox. Và ngoài cái việc detox ra thì nó còn detox luôn cả mỡ, tức là nó làm tiêu mỡ và giúp săn cơ, nhất là đối với những người mà thường xuyên tập luyện thể thao giống như chị thì sẽ cảm nhận được cái điều đấy càng rõ ràng. Khi mà nó hỗ trợ trong cái quá trình mà chúng ta tập luyện thì cái việc săn cơ nó thể hiện rất là rõ. Rồi, chắc chắn chị sẽ thử thôi, tại vì chị cũng đang cần muốn giảm cân xuống mà, và cần duy trì cái cân nặng của chị nữa, tại công việc của chị lúc nào cũng phải quan trọng về cái ngoại hình lắm. Dạ. Nên chị sẽ thử cái này. Ngoài ra thì có thêm một sản phẩm nữa là mầm ngũ cốc. Thông thường á, là chị có thích ăn cơm không? Chị thích ăn. Chị thích ăn cơm đúng không? Nhưng mà đôi khi á, ví dụ như là mình muốn cải thiện cái vấn đề cân nặng mà mình lại ăn quá nhiều cơm thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình giảm cân của mình. Thế nên là thương hiệu Hope Slim có ra thêm một cái sản phẩm là mầm ngũ cốc, để trong cái thời gian mà mình cần phải điều chỉnh cân nặng thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này thay thế cho một cái bữa ăn dinh dưỡng.
thay thế cho cơm và vẫn đảm bảo được các cái chất dinh Chất dưỡng dinh cũng dưỡng như đúng là không? vitamin khoáng chất luôn. Nói chung là cái này mà có ốm hay không thì chị cũng thích uống mà. Tại vì chị Ừ, thích uống đúng, ngũ chính cốc. xác. Đó là sản phẩm dinh dưỡng cho những cái người mà muốn cân bằng cái khẩu phần ăn. Đặc biệt là những cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ giúp làm thanh lọc cơ thể rất là tốt. Mình ăn uống nhiều khi người Việt Nam thì cứ ăn là sướng mồm là ăn thôi chứ không Đúng cần rồi, biết là tại nó đồ có ăn khoa học ngon hay mà. không. Rồi, đây chắc là những cái sản phẩm mà chị đang cần. Tại vì khi mà bận rộn thì chị cũng không có thời gian để mà chuẩn bị ăn sáng nhiều đâu. Thì cái gì mà nhanh mà đảm bảo được có đầy đủ cái dinh dưỡng, với lại mà mình vừa có dinh dưỡng cho mình, vừa cung cấp được cho mình cái sức khỏe, mà Đúng. lại vừa cân bằng được trong cái cơ thể mình nữa, thì chị chắc chắn là sẽ cần rồi. Dạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là cái khẩu vị đối với các cái sản phẩm này như thế nào, bởi vì là người Việt Nam nói chung hay là phụ nữ Việt Nam thì thường là sản phẩm có tốt đến đâu đi chăng nữa nhưng mà nếu Khó mà không uống hợp khẩu vị thì cũng sẽ khó kết thúc uống hả? nhanh. Sao không uống? Cũng sẽ không không thể duy trì được. Để chị thử thôi. Đúng. Cái này là Đối mình với sản uống phẩm này thì liều lượng tối đa là một ngày có thể uống 6 gói. Tuy nhiên là em nghĩ là với cơ thể mình không phải dư quá nhiều thì mình chỉ cần uống 2 gói thôi. Và trước bữa ăn 30 phút. trước bữa ăn 30 phút. Sẽ pha vào nước ấm. Sẽ pha vào nước ấm để Thấy đảm mùi bảo. thơm quá Dạ. ha. Mùi này giống như là chị hay uống mấy cái loại trà thảo mộc nè. Dạ. Nếu mà không giảm cân thì uống cái này cũng được. Uống Để tóc. Dạ. uống để tóc. Sau này khi mà cái cân nặng của mình đã về cân nặng như ý rồi, mình vẫn có thể duy trì một ngày một gói để nó detox tất cả những cái cặn bã hàng ngày mình ăn uống. Nó hòa tan 100% chứ không như những cái sản phẩm bột khác là nó sẽ tạo cái Nhưng cặn. mà khi mà mình uống cái này là mình phải sử dụng nước 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 ấm ha, Nước ấm chứ chị nước ạ. lạnh là Bởi vì pha trong không này được nó đâu. có đường lactose. Nếu như mà mình pha bằng nước lạnh á thì có Nó thể không là nó tan. sẽ khó tan. Thế nên là mình tốt nhất là mình pha bằng nước hơi ấm nhẹ một xíu thì nó sẽ hòa tan hết. Uống cái này nó có cái vị là hơi nó chua chua một chút. Dạ. Giống như mình uống nước mát thôi, có chút xíu chanh đó. Giống như uống uống trà chanh xả gì đó Chà chị. chà nha. Rất là dễ uống đúng không chị? Dễ uống. Nói Ừ. chung là với chị thì cái này nó dễ uống, nó giống như là một cái uống vô thì cái vị giác của mình á, cái vị giác của mình giống như là mình uống một cái nước giải khát Thanh nhiệt. thanh nhiệt thôi Dạ. đó. Giống như chị nói em, giống như trà, chị cũng nhà chị hay nấu xả với lại chanh rồi vô thì giống như nước detox, nó giống vậy đó, thì sẽ không bị ngán đâu. Nếu như mà mỗi ngày đều uống thì nó sẽ không bị ngán. Nhưng mà chị hỏi là khi mà mình pha liều lượng nước như thế nào? Mà một gói này mình sẽ pha vào 100 ml nước À, ấm. 100 ml Dạ, nước ấm. 100 ml nước ấm là vừa đủ cho một gói. Sau khi mà mình sử dụng xong cái sản phẩm này thì mình nên uống nhiều nước. Một ngày mình uống từ 2,5 đến 3 lít nước bởi vì cơ chế đào thải của nó là sẽ làm mềm các mô mỡ và đẩy ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Thế nên là nếu như mà mọi người sử dụng các cái sản phẩm hỗ trợ giảm cân nhưng mà lại không có cái động thái là uống nhiều Uống nước nhiều thì nước nó đó, sẽ bị thì nó ứ lại ứ trong cơ lại thể nè. và nó sẽ lại rắn trở lại. Thế nên là sẽ phải uống nhiều nước. Uống nhiều nước, càng uống nhiều nước thì cái việc luân chuyển và đào thải nó sẽ càng diễn ra nhanh hơn. Ok, Dạ. cái này thì dễ uống rồi đó, Dạ. chị sẽ uống được. Chúng ta sẽ Ngũ thử cốc. với mầm ngũ cốc. Mình là Mùi nó mừng. như thế nào hả chị? Mùi nó thì chị thấy là rất là thơm. Giống như là mình đang rang mấy cái loại đậu lên đó, nó rất là thơm, nó rất là fresh á, kiểu nó tươi á. Dạ. À, cái này mình uống như thế À, nào? đối với cái sản phẩm này thì lại tùy cái khẩu vị của từng người. Có người muốn uống Uống ít hay loãng, nhiều? có người muốn uống đặc. À, Không nhiều quá. có nhưng mà thông thường thì 2 muỗng là Hai có thể muỗng. pha trong khoảng độ tầm 100 ml. Nhưng mà ví dụ mình có thể là ở chỗ này thì chắc là phải 150 ml rồi chúng ta có thể hòa thử 3 Cái muỗng hoặc là nếu này không thì chúng là hơn Dạ. gần 180 ml, Dạ, tại chị hay pha 180 ml. sữa cho con chị bú, nên chị con chị uống nên chị biết mà. Đó. Rồi. Sau đó thì chị sẽ hòa hòa đều lên ạ. Chị có thể thấy là nó hòa tan rất là nhanh. Các cái sản phẩm mà có thể là chị đã thử rồi thì nó có thể bị vón cục hoặc là rất là À, khó đúng rồi. cho cái việc hòa tan.
Thế nhưng mà đối với sản phẩm này, sau khi chị đưa vào nước là nó sẽ hòa tan ngay, nó sẽ không có cái hiện tượng bị vón cục. Đây là một cái công nghệ mới khi mà sản xuất các cái sản phẩm ngũ cốc. Chị thấy sao ạ? Chị thì chị đang thử đây, nhưng mà hình như là chị thích uống ngọt hơn một chút xíu, thì mình có thể bỏ À, đúng. một tí xíu đường hay À, chị có thể, nếu như mà trong trường hợp mà mình muốn giảm cân ấy, thì mình nên không nên uống không nên đường, uống đường đúng hoặc không? là nếu mà mình có uống đường thì mình sẽ mua đường đường lactose, Đường. tức là đường dành cho người ăn kiêng, mình cho vào. Hoặc là mình có thể cho thêm một xíu mật ong, một một ít mật ong. Tức là mình có thể cho thêm các cái khẩu vị mà mình yêu thích, bởi vì nó là bữa ăn mà, chứ nó không có quy định là chỉ uống riêng như thế này. Còn thông thường mọi người khi mà mọi người ăn kiêng thì mọi người sẽ uống 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 thuần như thế này thôi. Chị thấy cái này cũng dễ uống, nhưng mà chị á, thì có vẻ là chắc là hơi thích ngọt một chút Nhờ thích xíu. ngọt. Thì chị sẽ, nếu như mà chị uống, tại vì mỗi ngày mình đều uống cái này Đúng mà, rồi, mình thì cần mình phải sẽ bị cảm thấy ngán, ngon, mình phải cảm thấy mình ngon sẽ bị đúng. ngán, thì chị sẽ bỏ một chút xíu đường. Mà bây giờ thì cũng có nhiều loại đường, như Đúng. là mấy cái đường mà organic hay là đường Chính xác. mà nó giảm, Đường dành cho người ăn kiêng. đúng rồi, đường dành cho người kia, chị sẽ bỏ một chút xíu thì nó sẽ dễ uống hơn. Đúng. Và nếu như mà mình bận rộn quá, mình không ăn sáng, chị nghĩ uống cái này cũng đủ dinh dưỡng á. Đúng. Tại vì chị cảm thấy là nó rất là nhiều loại loại đậu ở trong đây nè. À đúng rồi, đây nè, đậu đen, đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh, yến mạch, sắn dây nữa, Tức là nó đủ dinh dưỡng và đủ cả mè vitamin đen, và khoáng chất luôn. gạo lứt đỏ. Đảm bảo làm sao mà vẫn giữ được cái sức khỏe để lao động chứ không không Mà bị mệt uống tới mỏi. 2 2 đến 3 lần, mỗi lần 10 đến 15 bột pha với nước nóng. Tức là thay cho bữa ăn hàng ngày luôn được. Nếu mà những người mà người ta ăn kiêng, người ta cắt hoàn toàn tinh bột, là người ta có thể sử dụng cái này thay thế hoàn toàn luôn, chứ không không cần phải sử dụng đến các cái sản phẩm hỗ trợ khác nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ Sẽ thử cân đo thử khám phá xem là hiện nay cân nặng và vòng eo của chị Linh đang là bao nhiêu, bởi vì là sau tất cả những cái kết quả từ việc là tiêu mỡ, săn cơ hay detox thì cũng sẽ thể hiện ra một cái kết quả về cân nặng, về số đo xem là nó có săn chắc lại không, rồi nó có giảm được kg nào không. Thì ngay ngày đầu tiên bắt đầu thì chúng ta sẽ đo và chúng ta sẽ ghi lại nhật ký này để sau 10 ngày chúng ta xem là chị Linh sẽ biến hóa như thế nào nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem cân nặng hiện tại của diễn viên Dương Cẩm Linh đang là bao nhiêu nhé. Xin mời ạ. 51,3 kg. Đây có phải là cân nặng mà chị vẫn đang có hàng ngày không hay là đang bị lên cân? Chị cũng lên một chút, bình thường đó là chị 50 tới 49 kg. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem vòng eo của nữ diễn viên đang là bao nhiêu nhé. Vòng eo của nữ diễn viên đang là 64 cm ạ.